Thưa quý vị, trước khi đến với câu chuyện giao thông kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi phát biểu của một người dân chứng kiến cảnh người tham gia giao thông phải dẫn xe đi bộ khi vô tình gặp phải sự cố mà không ai có thể ngờ được là do ai đó đã cố tình tạo ra. Mà cái cầu Đồng Nai á, là nó dài rất nhiều cho nó, người ta vì để bánh xe ở trên đó đẩy ngang đây này. Nhiều khi trời tối mà trời mưa nó cũng phải cũng bị đẩy, không có người đây, không có người giá nữa, thành ra đi đẩy rất là tội. Cho nên là chứng kiến rất là nhiều những cái cảnh mà bị gắn đinh đẩy để xe, nhiều khi giờ đêm giờ hôm mà. Mọi lần đó tôi còn sức khỏe thì tôi có nhiều vá xe dùm. Vâng, thưa quý vị, qua lời chia sẻ của người chứng kiến thì chúng ta có thể thấy câu chuyện rải đinh hay vật nhọn để làm hư bánh xe người điều khiển phương tiện giao thông đã xuất hiện rất lâu. Tình trạng này diễn ra tại các tuyến đường có nhiều người tham gia giao thông, đặc biệt là gần các khu công nghiệp, khu chế xuất, có nhiều công nhân qua lại. Dù rằng đã có lực lượng đi hút đinh thường xuyên, nhưng tình trạng này vẫn hiện hữu nhiều nơi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo ghi nhận, chỉ một đoạn đường ngắn trên quốc lộ 1, đoạn từ cầu An Lập đến đường Hồ Học Lãm, phường Bình Trị Đông B, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tuyến đường tập trung rất đông xe cộ lưu thông. Sau 30 phút, các công nhân vệ sinh đã thu gom gần 500 mảnh đinh hình thoi dài khoảng 2 cm. Các mảnh đinh này có dấu vết cắt còn mới, cạnh sắc nhọn. Đinh tặc gây tâm lý bất an và mất niềm tin vào cơ quan quản lý, đồng thời gây ra những mất mát về tiền bạc, thời gian, sức khỏe. Chúng ta đã du di hay chưa làm triệt để? Nặng rải đinh gây hậu quả nhãn tiền nhưng rất ít người bị phạt. Mức phạt lại khá nhẹ nên không đủ sức răn đe. Dù rằng pháp luật quy định, người nào có hành vi ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác trên đường bộ gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông thì bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Tuy nhiên, việc phát hiện hành vi rải đinh của người làm là rất khó trên thực tế. Cái hành vi rải đinh, rải vật sắc nhọn lên đường mà gây tai nạn giao thông, dẫn đến thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông thì có thể bị xử lý về mặt hình sự. Cụ thể, có thể xử lý về tội cản trở giao thông theo điều 261 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Thì trong trường hợp này thì mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù giam. Đấy. Còn có thể sẽ được xử lý theo tội là hủy hoại tài sản của người khác. Thì trong trường hợp này thì tùy vào cái thiệt hại về tài sản của cái người tham gia giao thông thì có thể xử phạt, nếu trường hợp mà tài sản thiệt hại lên đến từ 500 triệu đồng trở lên thì có thể bị xử lý lên đến 20 năm tù giam. Chắc hẳn trong chúng ta ai tham gia giao thông cũng đã từng một lần là nạn nhân hay chứng kiến cảnh dẫn xe máy qua khu vực rải đinh. Với sự nguy hiểm của việc rải đinh như vậy, người tham gia giao thông mong muốn điều gì đối với hành động đáng lên án này? Thật sự ra mà nói, có những tình huống tôi đi trên đường, thấy người ta đi trên đường á, rồi hai mẹ con chở nhau đi học giờ cao điểm đi về, thì tự nhiên xẹp bánh xe bất ngờ, là hai mẹ con lạng quạng và ngã xuống đường. Thì tôi chỉ kịp chạy ra để đỡ và lúc bấy giờ xe cũng bị ùn tắc. Thì tôi thấy cái tình trạng này rất là nguy hiểm, gây tai nạn cho người đi đường. Rồi chưa nói rằng là cướp bóc cũng sẽ xảy ra trong những cái tình huống như vậy. Đề nghị phải có hình thức kỷ luật hoặc là hình thức đưa ra pháp luật đối với những người mà có hành vi rải đinh để đảm bảo cho người dân đi trên đường được an toàn. Thưa quý vị, gọi tái diễn việc rải đinh nhiều người nói không chính xác vì tệ nạn này vẫn lai rai và chưa bao giờ chấm dứt. Tệ nạn rộ lên, nhiều báo chí phản ánh, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra thì người rải đinh chỉ tạm lui rồi lại tiếp tục việc kiếm sống bất nhân trên người đi xe máy ngang qua những tuyến đường đinh tặc lộng hành, gọi đó là những đoạn đường kinh hoàng. Câu hỏi đặt ra, giải quyết dứt điểm nạn rải đinh có khó không? Mong cơ quan chức năng vào cuộc mạnh tay và người dân mạnh dạn tố giác những hành vi tệ nạn này. Và mọi phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố, người dân có thể liên hệ phòng trực ban Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại 069 318 721 hoặc số điện thoại qua đường dây nóng 028 3920 3333.